เฮ็ดchuột con. Ừ, con mẹ đó. Chắc chắn phải có con mẹ rồi. Ui xời ơi, cầm đi. Chuột con này làm gì? Chơi à? Không, ăn đi, chơi người già ăn đi. Sao lại người già ăn? Người già tầm bổ à? Con rết vừa con mày cũng bảo tầm bổ, bây giờ chuột con con mày cũng bảo tầm bổ thì thật ra là có ăn được không? Ăn được mà. Nói phép rồi. Con đấy ăn có mà chết đấy. Nói chơi nhau thôi. Cho nó vui mà. Đấy. Nó chưa mở mắt à? Nó chưa mở mắt à? Chưa. Nó có mắt rồi, màu đen đen đấy. Màu đen nhưng nó chưa mở mắt. Mấy con? 5 con. 2... 6 con chứ? 6. Wow, thằng này nó hơi một tán đấy. Chắc chắn là có rồi. Có mẹ rồi, có mẹ rồi. Khu bình tĩnh mà. Chuẩn bị bắt nhá. Vâng. Như. Nó bảo gì đấy? Quà về nhà. Bố bảo về nhà lên. Đây bố thức Âu phát ngón này lên. Ui. Bố bảo về nhà nắm rượu. Mang chuột về nhà nắm rượu. Bố bảo về nhà nắm rượu ăn mấy con chuột nhé. Mang chuột về nhà nắm rượu à? Không. Chiều nào bố gọi về nhà ăn cơm. Đi về nhà nấu cơm ăn nhau thôi. Nhá, cũng mời. Tí rồi mày nấu cơm cho chú ăn cùng nhá. Có thịt rượu, có thịt chuột luôn không? Có. Thằng nào làm đấy? Thằng nào làm đấy? Thằng nào làm cho. Không mua lại. Không mua lại. Không mua lại. Thằng nào rửa thì nó xe và thức luôn ăn vơ. Xe nó qua ngắm mà vì mình đây rồi. Không mà. Chẳng có đứa ở đây. Xe nó mà con. Mà về nữa. Nhớ là mơ lên ăn bánh nặng ai. Bắt tụi em ăn ơi. Không để cho nó thoát nhá. Vâng. Còn xem bên trên có lúc có lỗ ở bên trên ấy. Nó ra. Ở đây, bắt này này, hiện này khét đâu. Có đang lưới bà anh này. Có một con lưới mà có. Anh ơi, vẫn quen nuôi anh ở đây đó chứ bố tẩm xưa. Đúng rồi. Mưa sẵn rốt bố rốt bố đây. Cầm con vô. Nó. Ốt, ốt khu này. Ừ, ảo thôi xin mưa đây nè. Ừ. Mưa đi kiếm thầm gì. Đi kiếm thầm gì. Mấy xin mưa ảo. Xin mưa lít. Mấy xin mưa lít. Cầm lên. Nó nhẹ hút bên nào như này. Mưa báo tao à, đâm lên hút bên. Nhìn thấy có chuột à? Không. Nhìn thấy chưa? Và sâu. Sâu nữa. Quả này không bắt được con này nữa và luôn. Chém luôn. Đi tìm cá lươn. Ừ, đi tìm cá lươn. Cá suối cũng được. Phải kiếm đủ ăn mới về đấy. Đúng ăn rồi. Muộn tí nhá. Cá suối. Ăn muộn tí xong chiều đi đóng. 10 thằng chia đủ 2 đội rồi. À,
Chú này có thích lên trên sân huyện đá sân quả nhân tạo không? Có. Nào lên đấy làm chuyến nhỉ? Đi xe đạp lên nhá. Vâng. Ừ, đi theo chú đưa lên. Đá cho đá 2 tiếng luôn. Ừ, vừa gì tiếng bao nhiêu chú? 1 tiếng 250. Ui. Tiếng 250. Tiếng đá đâu. Thì tao cho mày tiền mày đá ra đâu. Mày chỉ việc đá bóng thôi mà. Xong thỉnh thoảng lại đi bắt lươn. Thế bắt chuột. Góc vị, góc vị.